Ham kẹt chép xin kính chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái dòng giấy tự tan chính hãng của thương hiệu Desovo của Mỹ. Đây, đây là cuộn kích thước là chiều bề rộng 23 và chiều dài 50m. Và trong hộp này sẽ có 4 cuộn. Mình sẽ cho bạn xem. Đây là một dòng giấy chuyên dụng cho trong công nghiệp cạnh hàng, sử dụng ví dụ khí để khi hàng thì cũng muốn hàng chúng ta sẽ đẹp hơn. Nó sẽ khi mà các bạn hàng thì chỉ cần có nước thôi nó tự tan rồi, nó không có để lại cặn hoặc là bất kỳ bài dớ nào. Bạn lưu ý là chúng ta phải bảo quản nó tránh xa cái nước các bạn, hoặc là các bạn đừng có để nơi lạnh quá rồi đem cái ra cái nơi nóng quá, nó sẽ tạo cái hơi nước ở trong đây. Thì có hơi nước trong đây thì chắc chắn cái giấy này nó sẽ tự tan luôn rồi, nó sẽ tan hoàn toàn luôn, nó chỉ còn cái cùi đây nè. Các bạn lấy điều này để giúp vì một cái cuộn giấy này rất là đắt, mà các bạn mà lỡ mà bảo quản mà không đúng cách ấy, nó sẽ bị tan rất là phí. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng giấy tự tan chính hãng của thương hiệu Desovo của Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào các bạn.